Xin chào toàn thể các em học sinh năm 5. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Phan Quang Tuấn, giáo viên trường tiểu học Liên Khê, huyện Khoái Châu. Rất vui hôm nay được đồng hành cùng các em qua một tiết toán năm 5. Trước khi vào giờ học thì các em hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, tập trung và ngồi đúng tư thế để giờ học của chúng ta được hiệu quả hơn. Chúng ta cùng tham gia một trò chơi khởi động. Trò chơi có tên tìm thể tích. Các em cùng chú ý lên bảng. Ở đây, thầy giáo sẽ có một số các hình hộp chữ nhật với các số đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Nhiệm vụ của các em là chúng ta sẽ tìm nhanh thể tích của các hình đã cho. Chúng ta nắm được nhiệm vụ chưa? Sau đây, xin mời các em cùng chú ý lên. Hình số 1 có chiều dài là 5 cm, chiều rộng là 5 cm và chiều cao là 5 cm. 5 giây cho các em bắt đầu. Sau đây là đáp án. Các em cùng so với đáp án của mình nhé. Thể tích của hình hộp chữ nhật chính là chiều dài nhân chiều rộng nhân với chiều cao và bằng 5 nhân 5 nhân 5 bằng 125 cm khối. Tất cả những bạn nào có đáp án đúng với kết quả, các bạn sẽ tự tặng cho mình một ngôi sao. Chúng ta tiếp tục với hình hộp chữ nhật số 2. Hình hộp chữ nhật số 2 có chiều dài 5 dm, chiều rộng 4 dm và chiều cao 3 dm. 5 giây cho các em bắt đầu. Chúng ta cùng trở lại với đáp án. Thể tích của hình hộp chữ nhật số 2 sẽ là 5 x 4 x 3 và bằng 60 dm khối. Thêm một ngôi sao cho tất cả những bạn có kết quả đúng. Và thầy giáo cũng dành lời khen cho tất cả những bạn nào có kết quả đúng so với đáp án của trò chơi. Chúng ta được tặng 2 ngôi sao. Như vậy là qua trò chơi tìm thể tích hôm nay, thì các em đã được ôn lại kiến thức gì nhỉ? Đó chính là tìm thể tích của hình hộp chữ nhật. Phải không các em? Và để tìm được thể tích của hình hộp chữ nhật thì chúng ta cần nhớ thể tích sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng, nhân với chiều cao. Các em cần ghi nhớ công thức này. Thứ hai, trong quá trình thực hiện thì các em cần lưu ý chúng ta nhớ phân biệt để viết đúng các đơn vị đo độ dài như là cm hay dm và phân biệt với các đơn vị đo thể tích là cm khối hoặc dm khối. Chúng ta nhớ chưa? Bây giờ tất cả các em cùng quan sát lại 2 hình hộp chữ nhật trên bảng. Các em hãy suy nghĩ tìm xem hình hộp chữ nhật nào có chiều dài bằng chiều rộng và bằng chiều cao. Chắc là chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra ngay phải không? Đó chính là hình hộp chữ nhật số 1. Có chiều dài là 5 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao cũng là 5 cm. Đây chính là một trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật. Chúng ta có thể gọi nó là hình lập phương. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về thể tích của hình lập phương. Xin mời các em mở sách. Và qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta cần đạt được 2 mục tiêu sau. Một là biết cách tính thể tích hình lập phương. Hai, vận dụng công thức tính diện tích, thể tích của các hình đã học để giải một số các bài toán có liên quan. Chúng ta cùng nhắc lại. Một, biết cách tính thể tích của hình lập phương. Hai, vận dụng công thức tính diện tích, thể tích của các hình đã học để giải một số các bài toán có liên quan. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một bài toán. Xin mời các em chúng ta cùng chú ý lên. Tính thể tích của hình lập phương có cạnh 3 cm. Chúng ta cùng quan sát. Tất cả các em, chúng ta hãy cùng suy nghĩ và tìm xem làm như thế nào để chúng ta có thể tính được thể tích của hình lập phương này. Chắc là bây giờ trong đầu của mỗi bạn cũng đã đều có cách tính riêng của mình phải không? Và chúng ta cùng chú ý lên. Thầy trò chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Thứ nhất là trong các giờ học trước thì các em đã được học cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Bây giờ chúng ta cùng thử áp dụng cách tính đó vào tính thể tích của hình lập phương này xem sao. Bởi vì chúng ta đã biết hình lập phương chính là một trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật mà. Ở đây hình hộp chữ nhật đặc biệt có chiều dài là 3 cm, chiều rộng là 3 cm, chiều cao là 3 cm.
Đây chính là các cạnh của nhập vương. Và theo cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật thì chúng ta sẽ có thể tích bằng 3 nhân 3 nhân với 3. Phải không các em? Đấy. Và kết quả sẽ được 27 cm khối. Chắc chắn nhiều bạn cũng sẽ có cùng cách làm và cùng kết quả như thầy giáo đã vừa trình bày trên bảng. Tuy nhiên, để kiểm tra lại độ chính xác của cách làm này thì thầy trò chúng ta sẽ cùng thực hiện một cách thứ hai. Mà cách này thì trong các giờ trước chúng ta cũng đã từng thực hiện đấy. Đây là một hình lập phương có thể tích 1 cm khối. Và nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng những hình lập phương nhỏ này xếp đầy hình lập phương có cạnh 3 cm đã cho. Tổng thể tích của các hình lập phương nhỏ chính là thể tích của hình lập phương có cạnh là 3 cm. Chúng ta hiểu cái yêu cầu này chưa nhỉ? Sau đây chúng ta sẽ cùng thực hiện. Chúng ta sẽ xếp lần lượt vào hình lập phương lớn cạnh 3 cm. 1, 2, 3 hình. Như vậy ở hàng thứ nhất chúng ta xếp được 3 hình lập phương cạnh 1 cm. Và chúng ta tiếp tục xếp lại. Hàng thứ hai, 3 hình tiếp theo. Hàng thứ ba cũng 3 hình tiếp theo. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xếp một lớp thứ nhất. Và một lớp này sẽ có 3 nhân với 3 bằng 9 hình lập phương 1 cm khối. Tiếp tục với lớp thứ hai và lớp thứ ba, chúng ta cũng thực hiện tương tự. Lớp thứ hai chúng ta cũng sẽ xếp được 9 hình lập phương tiếp theo. Lớp thứ ba, chúng ta cũng lần lượt xếp thêm các hình lập phương nhỏ có 9 hình tiếp theo nữa. Như vậy, tổng số 3 lớp của chúng ta sẽ có mỗi lớp có 9 hình lập phương 1 cm khối. Như vậy, 3 lớp sẽ có 9 nhân 3 bằng 27 hình lập phương 1 cm khối. Và đến lúc này thì chúng ta biết rằng mỗi hình lập phương nhỏ có thể tích là 1 cm khối. Và chúng ta xếp đầy hình lập phương lớn cạnh 3 cm này sẽ được 27 hình lập phương nhỏ. Như vậy, chúng ta có thể khẳng định thể tích hình lập phương lớn này có thể tích là 27 cm khối. Và tính theo cách xếp vừa rồi thì chúng ta sẽ có thể tích của hình lập phương đó chính là 3, mỗi hàng có 3 hình lập phương nhỏ, nhân với 3 hàng của một lớp và nhân với 3 lớp chúng ta sẽ có 3 nhân 3 nhân 3 bằng 27 cm khối. So với kết quả của cách làm trước, chúng ta thấy hai cách làm hoàn toàn giống nhau. Đến lúc này, chúng ta có thể khẳng định rằng cách làm của chúng ta hoàn toàn chính xác. Qua việc phân tích bài toán này, thì các em hãy cùng suy nghĩ và tìm xem để thực hiện tính thể tích của hình lập phương, chúng ta cần làm như thế nào. Các em có thể suy nghĩ và viết ra giấy nháp. Qua việc phân tích ví dụ, chúng ta thấy để tìm được thể tích của hình lập phương, chúng ta có thể lấy cạnh nhân với cạnh và nhân với độ dài cạnh. Đúng chưa các em? Xin mời các em nhắc lại. Muốn tính thể tích của hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. Nếu ta gọi cạnh của hình lập phương là A, thì thể tích của hình lập phương sẽ được tính như thế nào? Các em chú ý, nếu cạnh của hình lập phương là A, thì thể tích V của hình lập phương sẽ là V bằng A nhân với A. Chúng ta cùng nhắc lại. V bằng A nhân với A. Trong đó, V là thể tích của hình lập phương, A là độ dài cạnh. Và đây chính là nội dung chúng ta cần ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay. Để thực hiện được các bài toán có liên quan, thì các em cần phải học thuộc toàn bộ cách tính thể tích, cũng như ghi nhớ công thức để chúng ta có thể làm tốt các bài tập có liên quan đến thể tích của hình lập phương. Các em nghe rõ chưa? Và sau đây, để thực hiện áp dụng vào làm các bài tập, thì xin mời các em chúng ta đến với bài tập số 1. Bài 1, viết số đo thích hợp vào ô chấm. Các em cùng quan sát toàn bộ bảng đã cho. Trong bảng này thì chúng ta có 5 cột. Ở cột thứ nhất, đó là các yếu tố đã của hình lập phương, bao gồm có độ dài cạnh, diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích. Cột thứ 2, thứ 3,
thứ tư và thứ năm. Đây là các hình lập phương 1, 2, 3, 4 với các yếu tố đã cho trước và các yếu tố mà chúng ta cần phải tìm. Chúng ta đã nắm được nhiệm vụ chưa nhỉ? Xin mời các em cùng đến với hình lập phương số 1. Ở hình lập phương số 1 này thì bài toán đã cho chúng ta biết điều gì nhỉ? À, đó chính là cho biết độ dài cạnh là 2,5 m. Nhiệm vụ của chúng ta phải đi tìm là diện tích một mặt này, diện tích toàn phần và thể tích. Chắc là những kiến thức này với các em không quá khó khăn, chúng ta đã đều được học cả rồi. Để tìm được diện tích một mặt thì chúng ta phải làm như thế nào? Chắc em còn nhớ, hình lập phương là hình có 6 mặt đều là hình vuông. Như vậy, diện tích của một mặt chính là diện tích của hình vuông có cạnh 2,5 m. Vậy để tìm được diện tích một mặt, chúng ta tìm diện tích hình vuông có cạnh 2,5 m bằng cách lấy 2,5 nhân với 2,5 và kết quả bằng 6,25 m². Như vậy là chúng ta đã hoàn thành tính diện tích của một mặt. Tiếp theo, diện tích toàn phần. Chúng ta nhớ rằng hình lập phương là hình có 6 mặt bằng nhau, đều là hình vuông. Mà mỗi mặt có diện tích là 6,25 m². Như vậy, để tính được diện tích toàn phần, chúng ta chỉ việc lấy diện tích của một mặt nhân với 6. Chúng ta cùng thực hiện. 6,25 nhân 6 và bằng 37,5 m². Đây chính là diện tích toàn phần của hình lập phương số 1. Tiếp tục, chúng ta đi tính thể tích. Vừa học xong công thức thì chắc bạn còn nhớ. Chúng ta chỉ việc lấy độ dài cạnh nhân với độ dài cạnh và nhân với độ dài cạnh. Tức là 2,5 nhân 2,5 nhân với 2,5. Kết quả được là 15,625 m³. Đến đây thì thầy trò chúng ta đã hoàn thành tìm các yếu tố của hình lập phương số 1. Chúng ta cùng chuyển sang hình lập phương số 2. Các em cùng quan sát xem hình lập phương số 2 này có điều gì giống và khác với hình lập phương số 1. Thì chúng ta thấy đây này, hình lập phương số 2 này, bài toán cũng đã cho chúng ta biết độ dài cạnh. Tuy nhiên, khác ở chỗ, hình lập phương số 1 cho dưới dạng số thập phân và đơn vị đo là mét. Còn với hình lập phương số 2 thì độ dài cạnh cho dưới dạng phân số và đơn vị đo là decimet. Khi làm thì chúng ta cũng cần lưu ý biết cho đúng. Chúng ta cũng lần lượt đi tính tương tự giống như hình lập phương số 1. Để tìm được diện tích một mặt, chúng ta lấy độ dài cạnh nhân với chính nó bằng 3/4 nhân với 3/4. Kết quả là 9/16 decimet². Chắc các bạn cũng đã nhầm ra kết quả giống như thầy giáo rồi. Tương tự, chúng ta sẽ tìm diện tích toàn phần bằng cách lấy diện tích của một mặt nhân với 6. Cụ thể ở đây, chúng ta lấy 9/16 decimet² nhân với 6. Các bạn cùng thực hiện tính. Kết quả của chúng ta chính là 27/8 decimet². Ở đây các em lưu ý, đây là kết quả rút gọn của phân số. Cho nên có những bạn có thể có kết quả khác, nhưng khi rút gọn đi chúng ta cũng sẽ được kết quả như thế này. Tiếp tục chúng ta tính thể tích. Thể tích của hình lập phương sẽ bằng độ dài cạnh nhân với độ dài cạnh nhân với độ dài cạnh. Ở đây sẽ bằng 3/4 nhân 3/4 nhân với 3/4. Và kết quả được 27/64 decimet³. Chúng ta đã hoàn thành tính hai hình lập phương đầu tiên. Thì các em thấy, để thực hiện tính được diện tích một mặt, diện tích toàn phần hay thể tích của hình lập phương, thì chúng ta cần biết độ dài cạnh của nó. Ở đây, chúng ta chỉ việc nhớ và áp dụng công thức tính. Tuy nhiên, trong quá trình tính, các em cần lưu ý là một, phân biệt giữa độ dài số đo độ dài với số đo diện tích và số đo thể tích để tránh nhầm lẫn. Chúng ta chuyển tiếp sang hình lập phương số 3. Ở hình lập phương số 3, các em cùng quan sát và phát hiện ra xem có điều gì khác với hai hình lập phương trước. Chúng ta sẽ thấy ngay phải không các em? Đó chính là chưa biết độ dài cạnh, nhưng đã biết diện tích của một mặt. Đã biết diện tích của một mặt. Vậy thì từ diện tích của một mặt này, chúng ta có thể tìm các yếu tố còn lại bằng cách nào? Thứ nhất, chúng ta có thể tìm độ dài cạnh hoặc có thể dựa vào diện tích một mặt để tìm diện tích toàn phần cũng được. Nhưng ở đây thầy trò chúng ta sẽ cùng đi tìm độ dài cạnh trước.
Diện tích một mặt là 49 cm². Đây là diện tích của hình vuông. Vậy chúng ta sẽ sử dụng phép suy luận để tìm. Bằng cách nào? Vì 49 bằng 7 nhân với 7 nên cạnh của hình vuông này sẽ là 7 cm. Các em chú ý nhé, cạnh của hình vuông sẽ là 7 cm. Tiếp tục, chúng ta tìm diện tích toàn phần bằng cách lấy diện tích một mặt nhân với 6. 49 cm² nhân 6 sẽ được 294 cm². Tiếp tục, chúng ta tìm thể tích. Thể tích sẽ bằng độ dài cạnh nhân độ dài cạnh nhân độ dài cạnh bằng 7 nhân 7 nhân với 7 và bằng 343 cm². Chúng ta đã hoàn thành hình lập phương số 3. Chúng ta cùng chuyển sang hình lập phương thứ 4. Ở đây, các em cùng quan sát lại toàn bộ và phát hiện ra xem là hình lập phương số 4 này có điều gì khác so với 3 hình lập phương trước chúng ta đã tìm. Các em sẽ thấy ngay đúng không ạ? Đó chính là bài toán đã cho chúng ta biết diện tích toàn phần và chưa biết các yếu tố còn lại. Vậy thì dựa vào diện tích toàn phần này, chúng ta có thể tìm được diện tích một mặt hay độ dài cạnh không? Các em cùng suy nghĩ một chút nào. Để tìm diện tích một mặt thì chúng ta dựa vào mối quan hệ giữa diện tích toàn phần và diện tích một mặt. Chúng ta sẽ lấy diện tích toàn phần chia cho 6 sẽ được diện tích một mặt. Cụ thể ở đây, chúng ta lấy 600 dm² chia cho 6 sẽ được diện tích một mặt là 100 dm². Tương tự hình lập phương trước, chúng ta sẽ suy luận để tìm ra độ dài cạnh bằng cách là suy luận là 100 sẽ bằng 10 nhân với 10. Do vậy, độ dài cạnh sẽ là 10 dm. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi tìm thể tích của hình lập phương số 4. Sẽ bằng độ dài cạnh nhân với độ dài cạnh và nhân với độ dài cạnh bằng 10 nhân 10 nhân 10 bằng 1000 dm². Như vậy là thầy trò chúng ta đã hoàn thành bài tập số 1. Thì qua bài tập số 1 này, chúng ta đã được ôn lại những gì? Thứ nhất, là chúng ta đã ôn lại về cách tính diện tích của một mặt, diện tích toàn phần cũng như tìm thể tích của các hình lập phương. Thứ hai, chúng ta có thể dựa vào diện tích của một mặt để tìm ra độ dài cạnh, dựa vào diện tích toàn phần để tìm ra diện tích một mặt cũng như là độ dài cạnh, từ đó đi tìm các yếu tố khác của bài toán. Khi làm bài tập này dạng như thế này thì các em hết sức chú ý. Đó là chúng ta cần phải phân biệt các đơn vị đo độ dài như là mét, decimet hay cm với các đơn vị đo diện tích cm², decimet² hay m². Và đơn vị đo thể tích là cm², decimet² và m³. Chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Một hình lập phương có cạnh dài 1,5 cm, tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Bài toán đã cho chúng ta biết điều gì? Bài toán đã cho chúng ta biết là hình lập phương có cạnh dài 1,5 cm. Bài toán yêu cầu chúng ta tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Chúng ta thấy bài toán này có điểm gì giống với bài mà chúng ta đã vừa làm? Đó chính là giống với hình lập phương số 1 và số 2 trong bài tập số 1, phải không các em? Cùng có yêu cầu tương tự như nhau. Nhưng bài tập số 2 này thì chúng ta cần phải trình bày dưới dạng bài toán có lời văn. Sau đây chúng ta cùng đi giải quyết các yêu cầu của bài. Thứ nhất, diện tích một mặt của hình lập phương chính là bằng độ dài cạnh nhân với độ dài cạnh. Cụ thể là bằng 1,5 nhân 1,5 bằng 2,25 cm². Diện tích toàn phần của hình lập phương, tương tự chúng ta chỉ việc lấy diện tích một mặt nhân với 6. Cụ thể ở đây là lấy 2,25 nhân với 6 và bằng 13,5 cm². Thể tích sẽ bằng độ dài cạnh nhân với độ dài cạnh và nhân với độ dài cạnh bằng 1,5 nhân 1,5 nhân 1,5 bằng 3,375 cm². Đáp số, diện tích một mặt 2,25 cm², diện tích toàn phần
13,5 cm², thể tích 3,375 cm³. Với bài tập số 2 này thì khi trình bày thì các em cũng cần lưu ý là chúng ta sẽ phải ghi đầy đủ đáp số với đầy đủ so với những yêu cầu mà bài toán đã hỏi. Chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài tập số 3. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 5 cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó. Tính: A. Thể tích của hình hộp chữ nhật. B. Thể tích của hình lập phương. Các em hãy cùng đọc thầm lại bài toán và cho biết này. Bài toán đã cho biết gì? Bài toán đã cho biết một hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 5 cm. Phải không các em? Và còn cho biết nữa, đó là có một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của cả chiều dài, chiều rộng và chiều cao hình hộp chữ nhật. Bài toán hỏi thể tích của hình hộp chữ nhật, thể tích của hình lập phương. Chúng ta đã nắm được yêu cầu của bài chưa? Thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục đi giải quyết từng yêu cầu. Thứ nhất, với ý A, bài toán yêu cầu tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Các em thấy nè, đây là một cái yêu cầu rất đơn giản đối với chúng ta, phải không em? Chúng ta đã biết đầy đủ độ dài của các cạnh của hình hộp chữ nhật. Vậy chúng ta áp dụng công thức để thực hiện phép tính. Thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ là chiều dài nhân với chiều rộng nhân với chiều cao bằng 12 nhân 4 nhân 5 và kết quả là 240 cm³. Thứ hai, tính thể tích của hình lập phương. Các em cùng quan sát lại đề bài và trả lời cho thầy giáo câu hỏi sau. Để tìm được thể tích của hình lập phương này, chúng ta cần biết yếu tố nào? Và chúng ta đã biết chưa? Đấy, các em cùng chú ý nhé. Ở đây, để tính được thể tích của hình lập phương, chúng ta cần biết được số đo cạnh của nó. Tuy nhiên, bài toán chưa cho chúng ta biết điều đó. Vậy nhiệm vụ chúng ta phải dựa vào mối quan hệ với các kích thước của hình hộp chữ nhật, tìm ra độ dài cạnh của hình lập phương. Từ đó chúng ta mới tính được thể tích. Ở đây, độ dài cạnh của hình lập phương sẽ là trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Vậy chúng ta có thể tính được trung bình cộng của ba kích thước này không? Đây đều là những kiến thức mà các em đã được học từ những lớp trước. Độ dài cạnh của hình lập phương sẽ là chiều dài cộng chiều rộng cộng chiều cao, tất cả chia cho 3. Đúng chưa các em? Cụ thể ở đây, 12 cộng 4 cộng 5 tất cả chia cho 3 được 7 cm. Như vậy, chúng ta đã tìm được cạnh của hình lập phương là 7 cm. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm thể tích. Thể tích của hình lập phương là cạnh nhân cạnh nhân cạnh, chính là 7 nhân 7 nhân 7 bằng 343 cm³. Đáp số: A. 240 cm³, B. 343 cm³. Như vậy thầy trò chúng ta đã hoàn thành bài tập số 3. Thì qua bài tập này, chúng ta đã cùng được ôn lại cả kiến thức về tính thể tích của hình hộp chữ nhật cũng như tính thể tích của hình lập phương. Tuy nhiên, các em cần lưu ý, với một số trường hợp, các bài toán không cho chúng ta biết trước độ dài cạnh. Vậy thì chúng ta phải dựa vào các mối quan hệ đã cho trong bài toán để tìm được độ dài cạnh, rồi chúng ta mới tính được thể tích. Xin mời các em, chúng ta cùng chuyển tiếp sang bài tập số 4. Bài 4. Biết thể tích của hai hình lập phương là 2 chia 3, xem hình vẽ. A. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé? B. Tính thể tích của hình lập phương lớn. Nào các em cùng quan sát lại và xác định xem bài toán đã cho chúng ta biết điều gì và yêu cầu chúng ta làm gì. Các em đã thấy. Bài toán cho chúng ta biết tỷ số thể tích của hai hình lập phương bé và hình lập phương lớn là 2 chia 3. Có nghĩa là nếu
hình lập phương bé được chia thành hai phần bằng nhau, thì hình lập phương lớn sẽ bằng 3 phần như thế. Vậy thì dựa vào cái tỉ số này, chúng ta có thể tìm được thể tích của các hình lập phương hay không? Các em cùng chú ý. Thứ nhất, vì tỉ số thể tích của hình lập phương bé và hình lập phương lớn là 2 phần 3, nên tỉ số thể tích của hình lập phương lớn so với hình lập phương bé sẽ là 3 phần 2. Chúng ta cùng nhìn hình vẽ chúng ta thấy nhé. Ở đây hai phần bằng nhau thì hình lớn này sẽ là 3 phần như thế. Vậy thì ngược lại, tỉ số thể tích của hình lập phương lớn so với hình lập phương bé sẽ là 3 chia 2 hay 3 phần 2. Vậy dựa vào cái tỉ số này, chúng ta có thể tìm được xem thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé. Ở đây, chúng ta lại phải vận dụng kiến thức về tỉ số phần trăm đã học. Tỉ số phần trăm thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé sẽ là 3 chia cho 2 và kết quả được 1,5. Chúng ta lấy kết quả 1,5 đó nhân nhẩm với 100 và ghi thêm ký hiệu phần trăm sẽ được 150%. 150%. Đã chính xác chưa các bạn? Tiếp tục. Ý B. Tìm thể tích của hình lập phương lớn. Thế thì thông thường với các bài toán khác, để tìm được thể tích thì chúng ta cần phải biết độ dài cạnh. Tuy nhiên ở đây, chúng ta mới chỉ biết đó chính là tỉ số giữa hai hình lập phương. Vậy chúng ta sẽ dựa vào cái tỉ số này để tìm thể tích của hình lập phương lớn. Khi đã biết thể tích của hình lập phương bé là 64 cm³. Cụ thể, chúng ta chỉ việc tìm thể tích của hình lập phương lớn bằng cách là lấy thể tích hình lập phương bé là 64 nhân với 3 phần 2. 64 nhân 3 phần 2 và bằng 96 cm³. Đáp số A 150%, B 96 cm³. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bài tập số 4. Ở bài tập số 4 này, thì các em cần lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất, với những dạng bài toán mà yêu cầu chúng ta tìm tỉ số phần trăm giữa các thể tích, các số đo thể tích, thì các em cần phải dựa vào mối quan hệ đã cho, về cái mối quan hệ tỷ lệ đã cho. Cụ thể như bài toán này, thì chúng ta phải dựa vào mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Đó chính là số thể tích hình bé bằng 2 phần 3 thể tích của hình lập phương lớn. Thì ngược lại, thể tích của hình lập phương lớn sẽ bằng 3 phần 2 thể tích của hình lập phương bé. Và dựa vào cái mối quan hệ tỉ số đó, chúng ta sẽ tìm được thể tích của hình lập phương còn lại. Như vậy là thầy trò chúng ta đã hoàn thành các bài toán của bài tập ngày hôm nay. Qua bài học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta đã được biết thêm về tính thể tích của hình lập phương, cũng như ôn lại cách tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Để làm tốt các bài tập của dạng toán này, thì thầy đề nghị tất cả các em chúng ta hãy cùng học thuộc các quy tắc tính, ghi nhớ các công thức để áp dụng cho tốt. Thứ hai, các em cần phân biệt rõ các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo diện tích và đơn vị đo thể tích để trong quá trình làm bài chúng ta tránh nhầm lẫn. Sau khi hoàn thành bài học hôm nay, thì thầy đề nghị các em chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp các bài tập bài số 2 trang 122, bài số 2 trang 123, bài số 1 trang 124 theo sách giáo khoa toán hiện hành. Đối với những bạn mà học theo mô hình trường học mới thì chúng ta sẽ làm bài tập số 3, bài tập số 6 và các hoạt động ứng dụng trong sách bài 77 và 78 ở sách hướng dẫn học toán 5. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy sẽ rất cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và mong rằng tất cả các tiết học chúng ta cũng sẽ tập trung để mang lại hiệu quả tốt nhất. Xin chào và tạm biệt các bạn.